Bà Sa Đa Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bà Sa Đa Huy đang có mặt ở vườn của anh Lương Bình tại Kinh Môn, Hải Dương. Và hôm nay nhà vườn có tổ chức trưng bày cây cảnh và giao lưu đầu xuân. Nhân cái dịp đầu xuân và bà Sa Đa Huy lắm bắt được có giao lưu cây rồi. Có những cái bắt tay rồi, có lổ cây rồi. Và anh Lương chia sẻ một chút nhỉ. Cây giao lưu đầu tiên là cây gì anh? Đây là cây si cổ. Một cây si đúng không? Cây chuyển xuống là bonsai tầm trung. Vâng. Ngày xưa nó cao lắm rồi chuyển xuống. À. Đây là một cơ duyên là anh Thuấn đây anh rất là thích. Là của đây anh nhượng lại anh Thuấn chơi. Anh bảo anh chỉ mua về anh chỉ giữ thôi, em chỉ thích bán người giữ thôi. Người mà mua về bảo đi bán ngay này em không bán. À, thế là anh Thuấn đúng không? Vâng. Và anh Thuấn là người địa phương hay ở đâu anh? Anh là người ở Cùng Làng này thôi. Vâng. Thế là được anh Lương lãnh đạo phường của phường nhà mình. À thế là lãnh đạo phường yêu cây, tuyệt vời. Vâng, hai anh thì nhân cái cuộc giao lưu này hai anh bắt tay cho mọi người chứng kiến cái. Tay cái nào? Đấy, bắt tay mọi người. Ôi rồi, có pháo lổ rồi. Pháo lổ rồi. nhà vườn chuẩn bị pháo sẵn rồi. Rực rỡ quá. Thế còn hôm nay thì hôm nay có nhiều cái cuộc giao lưu không anh? Còn cây nữa hả? Còn giao lưu nữa quý vị nhá. Một cây si nữa. Một cây si nữa quý vị ạ, một cây si búp đỏ nữa. Anh Lương cao. Anh Lương chia sẻ một chút nhỉ. Đây, cây này thì anh nhượng cho ai? Cây si này trước này để nói hôm nay là cũng anh cắt bớt cành này. Cục tỉnh Tây Ba. Cục tỉnh Tây Ba. Là mình mua là mua chỉ nhân sở chi vui đây. Thế à? À thế là ngày trước anh mua của bạn Vui. Đúng rồi, mình mua của bạn Vui. Thế là anh mua của bạn Vui về được thời gian được lâu chưa? Cũng được. Đấy, 3 4 năm rồi. Mình tạo tác lại ngày xưa là dòng bãi đất. Vâng, anh cắt hết tất cả đang làm lại lên đá. Okay. Vâng. Nhưng mà xin quý vị nhìn thấy chú em lên thì chú vâng, chú cây đi chiêu cây đi chơi. Vâng. Cây này chưa hoàn thiện nhưng mà tương lai để đi chơi anh em rất là nhìn rất ưng. Thì chú em muốn nhượng lại cho em để em chơi. Vâng. Thế là mình nhất trí. Vâng. Chú em của anh là tên gì ạ? Anh có thể chia sẻ. Cường. À anh Cường đúng không? Vâng vâng vâng. Thế Vui đứng vào anh Lương vừa chia sẻ là cuộc tình tay ba thì anh Lương à Vui đứng vào đằng sau anh Lương. Anh cũng chụm tay cùng với hai anh em. Nào hai anh em nhìn đây cái. Anh em nhìn đây. Rồi, có pháo rồi. Các anh em nhìn đây nào, anh Lương ơi, nhìn đây nào. Thế nhá. Rồi rồi, chúc mừng cho các anh em nhá. Một giao lưu một cái si. Là gia đình pháo đó rồi. Có pháo quý vị ạ. Pháo pháo thì đang trục trặc một chút vì cái xi có những đường nét nghệ thuật riêng. Cái này thì sau sẽ chưa hoàn thiện hẳn nhưng mà sau hoàn thiện thì cái này có rất nhiều cái nét chơi. Trông nó có một cái nét rất là phiêu. Gì của cháu không biết. Vẫn còn cơ hội. Cuộc tình đến tư. Cuộc trời cứ bình tĩnh. Đầu tiên vào chỗ cây của ai lâu lắm không để ý. Đây nhá. Tặng riêng hôm năm nay là tặng cho chú con trâu một tài sản. Đầu cơ nghiệp đấy. Văn Châu đầu cơ nghiệp đấy hả? Nó có độ phiêu của nó. Nhìn là nghệ thuật nhưng nghệ thuật riêng quý vị ạ, có lẽ nghệ thuật riêng. Cái xì quý này các anh ấy vào cái chậu cũng giá trị nhỉ. Chậu tàu cũ vậy ạ. Một góc chút hết lá luôn. Rất đông anh em đang đến tham quan tại nhà vườn. Và hứa hẹn chút nữa thì sẽ có nhiều cái bắt tay đây.
thế thì anh ngoan chứ phải ghen là sao là với em đặt trước rồi mà em không về đâu. Quê áo cứ đi đồ đất. Quý vị ơi, nhân sự kiện này thì nhà vườn cũng có một cái tràng pháo hoa. Quý vị ơi đang đốt pháo hoa. Ban ngày chúng ta không nhìn thấy. Quý vị ơi, những cái tràng pháo hoa kết thúc thì cũng là lúc Bonsai Đá Huy xin phép quý vị được dừng lời đây. Thức phim chia sẻ những cái cuộc chuyển nhượng cây tại vườn của anh Lương tại Kinh Môn Hải Dương. Đến đây xin phép quý vị được dừng lời. Trước khi dừng lời xin được trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo.